rượu hoặc nhận thử thách. Giang Chiết, cậu muốn chơi thì tôi cùng cậu chơi. Kỹ năng chơi poker của chú rất tuyệt vời, cháu không muốn chơi với chú, hãy chơi nhé Lâm Giao. Ồ, tôi nhớ khả năng của chị tôi cũng khá tốt, chị có sợ chơi không? Bạch Tâm Nhi, cô kiếm rắc rối sao? Cháu của tôi muốn chơi phải không? Với tư cách là vai trên, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái giá của việc tự phụ, nào nào. Được rồi tôi cũng chơi. Tên phục vụ nháy mắt với Giang Chiết đầy mờ ám. Rượu có vấn đề gì đó? Đừng lo, đây không phải lời của ta. Hãy chơi công bằng nhé. Bắt đầu thôi, được rồi, nghe này. Tại sao? Ha ha, bạn thật tuyệt vời. A ha 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 ha. Vâng, ha 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 ha. Vẫn còn có vấn đề à? Cô không đủ khả năng chi trả sao? Tôi sẽ không tin tôi vẫn thua. Tôi có thể thắng ở vòng cuối cùng. Tôi muốn chơi thêm. Anh còn muốn đặt cược gì nữa? Tầng dưới có hồ bơi. Người thua cuộc không chỉ uống rượu mà còn phải nhảy từ đây xuống. Giang Chiết, cái gì vậy? Giờ là mùa thu, nhảy sẽ bị cảm lạnh. Tôi cá lỡ tôi dám làm điều này. Lâm Giao, đừng nói thế. Nếu không, cô đã không mất trinh do bị cám dỗ. Gì vậy, tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, hãy bắt đầu. Chỉ cần đừng đùa nữa là được. Lá cuối. Tôi lớn hơn anh. Ha ha, chúng ta đã thắng. Làm sao có thể, GQK đều ở đây với... Nhận thua đi, uống rượu rồi nhảy đi. Chết tiệt, các người chơi tôi phải không? À, đừng uống, đừng, đừng. Nếu không thì sẽ chết đó. Đi đi, không. Ha ha ha, chúng ta đi dạo nhé. Tên khốn đó đã ngã xuống. Đồ ngứa mắt. Đồ ngứa mắt. Biến đi, tôi chơi với cô. Tôi đánh chết cô. Cô là người cướp anh Chiết. Anh Chiết. Đồ chấm thối, thật kinh tởm. Ôi trời, tôi sẽ không đánh. Chị ơi cứu em với. Không cần phải mềm lòng. Á. À, không uống nữa, đi nào. Anh Giang, không phải chỉ có lo cho em. Anh cũng nên đi tắm ngay. Em cũng không muốn làm hỏng cuộc vui, tất nhiên là quý giá. Thật khó để tưởng tượng rằng em không có ý đó. Lâm Giao, nhanh lên, đi tắm đi. Chị ơi, em muốn mượn quần áo. Anh sẽ làm gì? Rất khó khăn. Chỉ muốn ở bên cô thôi. Giết tôi đi xem nào. Tôi muốn nói rằng cô không được phép khóc. Anh làm vậy là phạm pháp. Tôi không thể kiểm soát được. Chú ơi, chú không vào được. À à à. Mấy người làm gì thế? Vốn dĩ cô ấy là của tôi. Thử nói lại lần nữa xem. Hãy giết tôi nếu chú có thể. Nếu không tôi sẽ giết cô ta. Ôi chị em ơi, dừng lại đi. Ai đó sẽ chết mất. Tại sao lại như vậy? Thôi mà. Đừng đánh nhau nữa, dừng đánh nhau đi. Chị. A Chiết, hãy cứu con chúng ta. Giang Chiết, hãy bảo trọng nhé. Đừng sợ anh đây, anh sẽ đưa em đi. Đừng nghĩ đến việc rời đi. Giang Vũ Hoành. Giang Vũ Hoành. Anh có cảm thấy khó chịu khi thức dậy không?
Đầu anh còn đau không? Có đói không? Sợ. Anh đã mất rất nhiều máu. Thế là đủ rồi, anh nên nghỉ ngơi thật tốt. Giang Vũ Hoành nghĩ rằng chúng tôi chỉ hợp tác. Nhưng anh ấy đã cứu tôi hết lần này lần khác. Tôi có thể đầu hàng trái tim mình một lần nữa không? Cô Lâm dừng lại đó. Có vấn đề gì không? Chị dâu sao cô gọi tôi là gì? Tôi là vợ của Vũ Hoành. Tôi gọi chị là chị dâu. Được rồi, gọi tôi là Lâm Giao. Sao trước đây tôi không nhận ra lưỡi của cô rất sắc bén nhỉ? Nếu không còn gì tôi về đây. Bây giờ hãy theo tôi đến gặp A Chiết. Nếu cô không tới, nó sẽ không chịu không? Gì chứ, tôi không có thời gian. Sao cô lại tàn nhẫn như vậy? A Chiết đã bị tổn thương vì cô. Ừm, thật may là A Chiết không cưới cô. Tôi không nghĩ cô giỏi bằng Bạch Tâm Nhi. Mọi người đều bảo vệ A Chiết khi cô ta mang thai. Con trai cô muốn cưỡng hiếp tôi, bị chồng tôi đánh. Cô nói tôi quan tâm con trai cô sao? Chị dâu tam quan của cô bị chó ăn rồi sao? Cô nói gì thế? CPU của tôi đang bốc khói đây. Mẹ của hoàng tử là thế sao? Con trai cô ấy cũng kiêu ngạo. Hừ, cô Lâm đừng kiêu ngạo. Đợi người Vũ Hoành thích tỉnh lại. Lúc đó cô sẽ bị bỏ rơi. Hừm, người anh ấy thích tỉnh lại là sao? Gần đây chỉ số của chị gái cô đã được cải thiện, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào việc có thể tỉnh lại không. Nhưng có lẽ không có phép lạ nào. Cảm ơn bác sĩ. Cô Lâm, không phải cô và anh Giang đi tuần trăng mật sao? Sao lại ở bệnh viện? Chuyện gì xảy ra với anh Giang? Anh ấy ổn. Anh ấy luôn khỏe mạnh. Tại sao lại đến bệnh viện? Thư ký Trần, cô có quá lo lắng cho chồng tôi không? Tôi chỉ lo cho anh ấy thôi. Tôi và chị tôi vẫn luôn được anh ấy chăm sóc. Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Anh Giang không nói với cô sao? Chị tôi bị tai nạn cách đây 5 năm và trở thành người thực vật. Lúc đó anh Giang cũng có mặt trên xe. Có đúng không? Tôi sẽ hỏi anh ấy sau. Mong chị cô mau bình phục. Tôi đi trước đây. Rất thú vị. Chủ tịch Giang kìa. Xảy ra tranh cãi với cháu trai. Tôi nghe nói anh ấy ghen tuông. Vợ của người kia suýt sảy thai, vẫn đang được chăm sóc ở tầng dưới. Gia đình giàu có phức tạp quá. Xuống địa ngục đi. Đây là Trần Huyền Nghị. Cô ấy là chị em song sinh của thư ký Trần. Cô ấy và Giang Vũ Hoành có thực sự yêu nhau sao? Buồn quá đi, chị cô ấy đã hôn mê suốt 3 năm, nghe nói để cứu bạn trai khỏi bị thương. Hóa ra bạn trai, có người khác. Chắc là không. Ừm, tôi phải tin anh ấy. Lâm Giao, có chuyện xảy ra ở đây. À cái đó, tôi phải ra ngoài có việc gấp, giúp tôi chăm sóc anh ấy. Tôi sẽ quay lại sớm. Mẹ, mẹ ổn chứ? Tớ đang ăn nhẹ. Ngang qua đây, nghe thấy tiếng khóc của dì. Điều này thật điên rồ. Nếu dì không ở trên thì có lẽ dì đã bị thương. Camera giám sát đâu? Camera bị hỏng. Tớ nghĩ tớ đã thấy một bóng người, anh ấy là một chàng trai gầy gò. Cậu gọi cảnh sát chưa? Tớ chưa dám gọi. Trước tiên hãy xem đoạn video đe dọa do bên kia để lại. Nếu báo động, nơi này sẽ nổ tung, ta sẽ để các ngươi chết không nơi chôn. Ha 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 ha. Cô Bạch suýt sảy thai, liệu đây có phải là sự trả thù của Bạch Mai không? Vô liêm sỉ. Có đúng là tình nhân không? Rời khỏi Giang Vũ Hoài, nếu không, những người cô quan tâm sẽ mất đi. Biết đó là ai rồi. Cậu có thể giúp chăm sóc mẹ tớ vài ngày được không? Nếu không thể ở đây lâu hơn thì hãy rời đi ngay. Không sao đâu, tối nay dì sẽ ở chỗ tớ. Mẹ, hãy đến ở nhà Xuân Xuân vài ngày. Con sẽ đưa mẹ đi khi con tìm được nơi ở mới. Mẹ lo lắng cho con Lâm Giao. Con ổn, nhưng...
gọi cảnh sát khi chúng ta rời đi. Tôi có nên nói với Giang Vũ Hoành không? Thật sự là Trần Hiên Di làm việc đó sao? Liệu anh ấy có ở bên cạnh tôi không? Anh có cảm thấy khó chịu không? Không. Thời gian quan sát đã qua. Đã đến lúc phải xuất viện, không chạm vào nước cho đến khi lành. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Em đã ở đâu tối qua? Tại sao anh lại lo lắng như vậy kể từ khi em quay trở lại? Có chuyện xảy ra với mẹ em, nhưng đã được giải quyết. Nếu em cần anh, em phải cho anh biết. Ồ, em hiểu rồi. Về thôi. Chuyện gì thế? Giang Vũ Hoành, anh sẽ luôn thành thật với em chứ? Anh sẽ không giấu điều gì. Tất nhiên đó là sự thật. Ừm. Lục Phong có thể làm lộ bí mật không? Sợ cô ấy biết tôi đã thích cô ấy nhiều năm. Ai chà, đợi một chút. Rời xa Vũ Hoành đi. Có thái độ tốt hơn, cô. Chú à, ông nội muốn chú về nhà ăn tối tối nay. Nhân tiện, hãy lấy nó trước khi rời đi. Chuyện gì thế? Bố anh sống giản dị. Khí chất kỳ lạ. Chỉ yêu Giang Chiết, cháu trai lớn. Tối nay nhất định sẽ là đại tiệc hồng môn. Điều đó sẽ không xảy ra với em chứ? Anh có bảo vệ em không? Anh là người duy nhất trong gia đình Giang không sợ hãi. Trai hay gái? Ông nội vẫn chưa đến thắng rõ giới tính. Nếu có con, hãy đối xử thật tốt với vợ mình. Đừng suy nghĩ mù quáng, vâng sao có thể xảy ra chuyện đó. Lâm Giao thực sự đã chủ động đến vào đêm đó. Cháu đã phạm sai lầm sau khi uống quá nhiều. Ý của cháu tôi là tôi đã tự ngất đi. Rồi về phòng của cậu sao? Sao cô dám nói leo? Không ai dạy cô quy tắc à? Chẳng lẽ quy tắc của Giang gia là vu khống người khác? Mau nói rõ đi, bố của Giang Vũ. Đây là người vợ tốt cho con sao? Con muốn chọc tức bố không? Cô ấy nói sự thật. Cô ấy đã không nói gì sai ngay từ đầu. Con đưa Lâm Giao về ăn tối. Nếu bố muốn nhầm lẫn đúng sai và chế nhạo cô ấy, vậy con sẽ quay về. Gì vậy chứ? Vũ Hoành, Giao Giao, con cũng ở lại đi. Quá nhiều rồi mẹ, con không thể ăn được nữa. Dù con không ăn thì con của con cũng sẽ ăn. Ừm, theo kịp dinh dưỡng, chỉ khi đó em bé mới khỏe mạnh, để một số người không bị tổn hại nữa. Con à, hôn nhân không phải là trò đùa, con và cô Lâm, chia tay càng sớm càng tốt. Đây không phải là trò đùa, đã kết hôn rồi, sao có thể tùy ý chia tay. Bố ơi, nếu bố hiểu sai về con có thể giải thích, bố không quan tâm con cưới ai. Chỉ cần con tách khỏi Lâm Giao, ngay cả khi con cưới thư ký của con, bố cũng sẽ không nói gì cả. Bố có giả và lầm cầm không? Chết tiệt, bố nghĩ con mới là người lầm cầm đấy. Con đã kết hôn với bạn gái cũ của Giang Chiết, cho dù có chết cũng không thể nhìn thấy tổ tiên Giang gia. Ôi! Đừng lo lắng quá nhiều. Tổn hại sức khỏe. Không phải là điều anh ấy nói sao, bây giờ chính Lâm Giao đang khiến cả nhà bất an. Cô nói về một tuần trăng mật vui vẻ. Ba người phải nhập viện vì cô. Cô ta suýt giết cháu trai của tôi. Cô vẫn còn cười. Tôi cười nhạo việc nhà họ Giang vu khống tôi. Sự thật bị bóp méo rất nhiều. Im đi. Hãy nói những gì em muốn nói. Giang Chiết lừa dối trước, có ý định hiếp dâm tôi. Anh ta đáng bị đánh. Và Bạch Tâm Nhi, cô đã tìm mọi cách để cướp Giang Chiết. Nhưng anh ấy đã làm cô ngất đi, cô rất rộng lượng. Xin lỗi, tôi không muốn tấn công người như cô. Vẫn là một kẻ bẩn thỉu. Á. Lâm Giao, cô thực sự đã nói điều đó. Tôi không phải sao? Và nếu anh cũng nghĩ em sai, em có thể ly hôn với anh. Tôi, Lâm Giao, không phải là người không thể sống thiếu đàn ông. Ừm. Chuyện gì vậy? Chết tiệt, đó là mang thai. Này, nhanh gọi bác sĩ đi. Bác sĩ thế nào rồi?
thực sự có thai. Để biết rõ, cần đến bệnh viện để khám. Vâng, ha 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 ha. Bác sĩ cho biết con có thai rồi. Đừng nói đến chuyện ly hôn nữa. Ai biết cô ta đã có con với ai? Có lẽ đó là của A Chiết. Đi đi và đừng chạm vào tôi. Mẹ ơi, chúng con đi trước nhé. Đi cẩn thận và chăm sóc sao thật tốt nhé. Bố con có tính khí thất thường, bỏ qua cho ông ấy nhé. Thai nhi đã bao nhiêu tháng rồi? Mặc dù đây là thời điểm vàng, đừng để thằng bé làm bất cứ điều gì nó muốn. Mẹ, đi thôi. Đi cẩn thận. Cô Lâm sao lại đến khoa sản? Có phải cô ấy có thai không? Ờ, có chuyện gì thế? Em thấy khó chịu và buồn nôn. Anh mang theo kẹo mận, nước soda cam và trái cây, anh sẽ gọt ngay, sau đó em có thể ăn. Anh đã rất sẵn sàng. Lần đầu làm bố có chút hồi hộp. Chưa chắc việc có thai mà. Anh khá chắc chắn về điều này. Anh Giang càng ngày càng vô liêm sỉ. Hôm trước khi đi, thực ra cô không sợ chết. Nhớ đến khám thai đúng giờ nhé. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Đi nào, về nhà để dì chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho em. Em muốn đi vệ sinh trước. Được rồi, anh sẽ đợi em ở ngoài. Á? À? Chuyện gì xảy ra vậy? Á? À? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đó đã gửi cho em một bức ảnh. Đừng lo, anh chắc chắn sẽ tìm được hắn. Thực tế, đây là lần thứ hai em nhận được tin nhắn đe dọa. Này, tại sao không còn nữa? Một cái gì đó bị xóa, lần trước trong đó có gì vậy? Có vẻ như người này luôn theo dõi em từ phía sau. Biết mọi hành động của em. Làm sao mà tin nhắn văn bản biến mất rồi? Nếu tôi nghi ngờ là Trần Hiên Nghị, anh ấy sẽ giúp tôi không? Giao giao. Nội dung gần như giống nhau. Giúp em kiểm tra lần này trước. Lục Phong đến nhà tôi. Tại sao nó hơi khó thực hiện? Kẻ thù không hề yếu. Tớ đã dùng cách đặc biệt để tớ thử xem sao. Anh tìm thấy chưa? Chưa có bên nào khác sử dụng tài khoản ảo, tương tự như loại lừa đảo. Khó nhất là họ xóa dấu vết IP. Cách này có thể không thông minh, nhưng tốt hơn hết là nên cẩn thận. Tôi nghi ngờ người đó mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đừng di chuyển. Ồ, cậu nói gì thế? Có một bí mật khác, chúng ta nghỉ ngơi đi. Liệu có tiến triển gì không? Các bạn vào ngay kênh Lupu FF để xem phim trọn bộ nhé. Thử sinh nhật anh ấy. Nó có thể là của tôi không? Sinh nhật của chị Trần Hiên Di phải không? Họ là chị em sinh đôi, sẽ có một ngày nào đó. Ngày 12 tháng 2. Thực sự là sinh nhật cô ấy, tại sao bây giờ? Hãy nói cho tôi sự thật. Con à, mẹ không xứng đáng có được tình yêu thuần khiết sao? Đừng lo lắng con yêu. Dù từ nay mẹ có cô đơn, mẹ cũng sẽ không từ bỏ con. Kỳ nghỉ của Lâm Giao kết thúc nhanh quá nhỉ? Cô Lâm, mời cô cà phê nhé. Ồ xin lỗi, vừa rồi tôi đã không nhận ra, cô nên rửa tay ngay bằng nước lạnh. Cô Lâm, tôi không biết cô có ý gì với tôi. Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Đây là cà phê 100 độ. Cô nói tôi cố ý sao? Không phải nó. Tôi mời mọi người uống cà phê, chỉ có cô là như thế này. Có chuyện gì thế này? Đúng. Sáng nay em ổn chứ? Chính thư ký Trần bị cô ấy đổ cà phê. Tôi cũng không biết tại sao cô Lâm lại làm như vậy. Tôi không có. Nếu cô cứ khăng khăng, hãy xem camera. Hãy để bộ phận an ninh kiểm tra.
Làm sao có thể? Cô Lâm, cô còn muốn nói gì nữa không? Sao tôi lại làm đổ cà phê của cô chứ? Chỉ có cô Lâm mới biết. Em thực sự không có. Hãy tin em. Anh tin. Anh Giang, anh vừa nói gì thế? Hãy đến thành phố Nghĩa Ô để chữa bỏng. Tôi sẽ tăng gấp đôi lương của cô tháng này, bồi thường cho cô. Ngoài ra, lãnh đạo không thoải mái khi uống cà phê. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai phải vào bên trong nữa. Hãy làm việc chăm chỉ. Em có muốn ra phòng khách thư giãn không? Vậy anh đi trước. Vẫn bảo vệ là tôi chân thành hay giả dối? Tại sao? Chúng ta không phải người lao động sao? Ừm. Thư ký Trần, cô ổn chứ? Đó là 100 độ và chắc chắn sẽ rất đau. Mau xử lý nó, đừng để lại dấu vết, được chứ? Tôi đã ở Giang Thị bao nhiêu năm rồi? Quen thuộc nhất là camera giám sát. Hãy thử nó, thực sự tồi tệ. Ngay cả khi con cô ở đây, sẽ chỉ là một tai nạn nếu tôi bỏ nó lại. Xin chào, hãy để dì ở lại chỗ của tớ, không cần đâu. Mẹ tớ nhất định sẽ cho cậu phiền toái, vì thế nên ngại lắm. Này, không sao. Nhưng chú Giang đã cho cậu nhiều tài sản vậy, tại sao cậu vẫn thuê nhà? Tớ không có ý định chạm vào những món quà đó. Tại sao? Chị gái. Chị. Gì vậy? Cô ở đây để làm gì? Tất nhiên là đến ký hợp đồng thay cho Lâm Thị. Không bị bãi bỏ rồi sao? Không. Giang Thị còn mang lại cho chúng tôi những lợi ích lớn hơn nữa. Cô chưa biết à? Ông nội đã chia phần của mình cho anh Chiết. Bây giờ anh ấy có sức mạnh to lớn. Cô không hề tức giận sao? Tại sao tôi lại tức giận? Nó thuộc về ông nội anh ấy. Chuyện tôi trao tình yêu cho ai không liên quan. Kha cứng rắn. Chờ đợi cô bị chú ấy bỏ. Cô sẽ là người nghèo. Ha ha. Một núi không thể có hai hổ. Cô thật ngu ngốc. Đừng có quá tham vọng. Càng leo cao, cô càng rơi mạnh. Nếu tôi phải đưa đứa trẻ đi, sẽ phải từ bỏ tài sản khi ly hôn. Nuôi con tốn kém lắm. Tôi muốn thanh toán cổ phần còn lại càng sớm càng tốt. Tôi sẽ lừa họ lần nữa. Bác Trần, ngày mai có thời gian không? Cháu đã xem xét vốn chủ sở hữu mà bác đã hỏi trước đây. Được gặp bác ngày mai nhé. Tiền bối anh về Trung Quốc khi nào? Tại sao lại ở đây? Bố anh bảo anh đến thay ông ấy. Giờ anh đang dần dần tiếp quản công việc. Em tìm bố anh làm gì? Được rồi, em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Em dự định bán toàn bộ cổ phần trong tay. Anh nhìn đi xem nó có phù hợp không? Giá cả rất hợp lý, anh vui vẻ chấp nhận nó. Anh vẫn cứng rắn như xưa. Giờ em có rảnh không? Tại sao không lấy tiền ngay bây giờ? Chắc chắn rồi, nhưng em sợ không cầm nổi. Sự thật là, hôm nay các bạn tổ chức tiệc chào mừng anh. Em có đi cùng không? Được thôi. Điều gì đã xảy ra với cổ phiếu vậy? Đồ nổi loạn. Nếu ông dám ngược đãi mẹ tôi sẽ bán cả căn nhà đó. Có vẻ bố em rất tức giận. Ông ấy thật may mắn khi có em. Anh rất ấn tượng với em thật dễ thương. Số bạn gọi đã bị tắt. Trần Gia, cuối cùng cậu cũng đến. Này, dừng lại. Chủ nhân bữa tiệc đã đến. Xin chào. Trần Gia, cậu làm được rồi. Mang hoa khôi trường ta tới đây. Tôi nhớ cậu đã thú nhận tình cảm. Đừng nói như vậy. Nói về hợp tác. Dừng lại và ăn thôi. Đây thực sự là bạn cùng lớp của tớ. Tiền bối Giang, tiền bối Lục. Ngôi sao ở trường chúng ta. Hơn anh mấy tuổi. Được cộng đồng máy tính biết đến. Giang Vũ Hoành và tôi cùng trường sao? Không ngờ đó. Lâm Giao, Hoành Hoành học cùng trường trung học với cô. Em biết họ sao? Không chỉ là người quen. Cô Lâm. Đến, ngồi đây. Chồng cô đã không gọi cho cô trong 10 phút. Gần như đã cử mọi người đi tìm cô. Em vừa trốn bố em nên tắt điện thoại. Thực từ vài năm trước đã có cơ hội tập hợp cặp đôi lại với nhau. Gặp nhau rồi, hãy hát một bài tình ca nhé. Cậu. Này, cậu không nghĩ đã nhiều năm rồi sao? Cô Lâm ngày càng xinh đẹp. Đó là bởi vì hoa khôi ngày càng đẹp hơn. Cậu cũng đẹp trai. Họ đều đã kết hôn, tôi ghen tị quá. Trần Gia còn có ý tưởng gì sao? Xin lỗi, tôi không thể uống rượu. Tôi sẽ đưa cô ấy về trước. Hẹn một ngày khác.
Tiền bối tôi vẫn chưa hỏi tin tức của Huyền Nghị. Cô ấy vẫn bất tỉnh à? Cậu có thể tự mình gặp cô ấy. Có chuyện gì, tôi không bảo cậu đừng liên lạc với tôi. Tôi không thể chịu được, nếu họ không tách ra, tôi sẽ... Vấn đề là các giao dịch thực sự không thể được. Ngốc nghếch, cậu nghĩ Giang Vũ Hoành vẫn cưới cô ta nếu cậu làm điều này sao? Tôi không muốn cưới anh ấy, tôi chỉ giúp chị tôi. Nếu cô lừa dối, hãy thành thật với tôi. Cô Trần, cô có thể làm gì để giúp tôi lấy nó? Đợi tin của tôi. Cô Lâm, sớm muộn gì cô cũng sẽ là của tôi. Qua anh ấy, tôi đã bán cổ phần của Lâm Thị cho gia đình Trần. Có lẽ bây giờ hắn muốn giết tôi, sao đột nhiên lại bán cổ phiếu, nếu không, tôi có thể sẽ phải đấu tranh với anh ta vì... Giao. Vết thương ở cánh tay phải không? Nếu không sẽ để lại sẹo. Nhưng cô ấy đang mang thai, không thể gây mê. Còn cách nào khác không? Chỉ có cách không, có thể sẽ rất đau. Không sao đâu, tôi có thể chịu được. Em cố lên. Một chút thôi. Này cậu tỉnh rồi à? Chồng cô nói đúng. Cô rất đẹp, những con đường gần đó đã bị chặn. Xe cứu thương không vào được, anh ấy ôm cô rồi chạy ra ngoài. Và khi cô khâu tay, tay anh ấy chảy máu vì cô cắn, không một lời phàn nàn. Thật là một người đàn ông tốt. Tôi về đây, vợ anh tỉnh rồi, cảm ơn cô. Không có gì, không có gì. Anh xin lỗi. Tại sao anh lại xin lỗi? Bệnh nhân ở giường 13 đã tỉnh lại, nói muốn gặp anh. Ai tỉnh lại cơ? Trần Hiên Nghị, anh không biết bạn gái mình ư? Anh không biết bạn gái của anh sao? Cô ấy không phải là bạn gái tôi. Được rồi, cứ bỏ qua đi, hãy đến thăm cô ấy. Một người bạn của anh đã hôn mê ở bệnh viện này từ lâu. Lát nữa anh về, hãy quay lại sớm nhé. Thôi nào, cô có muốn như vậy không? Liệu cô ta có tỉnh lại không? Cô có muốn kết hôn với Giang Vũ Hoành không? Tôi sẽ giúp cô, còn lại là tùy thuộc vào cô. Vũ Hoành. Anh ở đây sao? Tôi đến thăm Hiên Nghị. Không ngờ lại may mắn gặp anh. Cậu đã đưa bác sĩ đến khám chưa? Hiên Nghị vừa gọi tên anh. Tôi đã gọi anh trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại ở bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra với em? 5 năm trước, cô và Chu Nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Đầu em đau quá. Cô có cần tôi giúp cô gọi cho chồng cô không? Không cần đâu, tôi tự tìm. Bệnh nhân bị tổn hại nặng nề, bị mất trí nhớ có chọn lọc. Đừng làm cô ấy buồn, không nên nhắc đến vụ tai nạn xe hơi đó. Sức khỏe cô ấy thế nào? Cô ấy đã bất tỉnh quá lâu rồi, sẽ mất một thời gian để bình thường. Tôi khuyên anh nên đưa về nhà và chăm sóc thật tốt, cảm ơn. Tôi sẽ gọi cho em gái của cô. Không ai trả lời. Tôi sẽ thuê một bảo mẫu cho cô. Tôi còn có việc. Tôi đi đây. Vũ Hoành, đừng rời xa em. Em sợ. Thank you.
sân cậu có thể đến bệnh viện đón tớ không? Ôi, đừng khóc, tớ sẽ đến ngay. Làm sao lại như vậy? Nó sẽ không để lại sẹo chứ, chú Giang của tớ đâu? Cậu biết luật sư nào không? Cậu có biết luật sư vĩ đại nào không? Tôi muốn ly hôn. Tại sao cậu muốn ly hôn? Hãy nhỏ giọng đi, mẹ tớ đang ở bên cạnh. Nó là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy ngày trước cậu không ổn sao? Câu chuyện dài lắm. Không ngờ Giang Vũ Hoành cũng không phải người tốt. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn ly hôn sao? Thay vì đau khổ đến cuối cùng, tốt hơn là từ bỏ càng sớm càng tốt. Tớ không muốn con của chúng tớ giống tôi, lớn lên trong một gia đình không có tình yêu. Bất kể cậu quyết định thế nào, tớ ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Thật tuyệt khi có cậu, nhưng bây giờ cậu đang mang thai. Phải làm gì nếu Giang Vũ Hoành không chịu? Cậu không muốn nghe sao? Tôi sẽ giúp cậu cúp máy, đợi đã. Sao em lại về một mình thế? Em nghĩ rằng anh đang bận rộn. Thế là em nhờ Xuân Xuân tới đón. Em đang ở chỗ nào? Anh sẽ đón em. Không cần, Xuân Xuân và em có chuyện muốn nói. Em sẽ không về tối nay đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi đã. Tôi trở nên thiếu quyết đoán như vậy từ khi nào? Vì anh tàn nhẫn nên tôi sẽ bỏ cuộc. Chị gái, sao chị lại ở đây? Chị có bán thứ gì của gia đình Lâm nữa không? Chị có biết, gia đình Trần gần như đã ở trên chúng tôi bây giờ. Họ cũng tìm mọi cách để ngăn cản chúng tôi. Sự kém cỏi của cô có liên quan gì đến tôi? Sao chị tàn nhẫn vậy? Chị cũng có họ là Lâm mà. Này này, cô quản tốt con chó của mình đi kìa. Cô có biết người phụ nữ mà chú tôi thích đã tỉnh không? Cuối cùng anh muốn nói gì? Anh muốn nói gì? Chết tiệt, cô sẽ sớm bị bỏ rơi. Nếu cô muốn quay lại, tôi sẵn sàng cho cô một cơ hội khác. Xin lỗi, tôi không phải thùng rác. Đừng có bướng bỉnh, khiến tôi khó chịu. Chúng ta vẫn có thể bên nhau. Nếu cô thích trẻ con, tôi sẽ cho cô đứa con do Tâm Nhi sinh ra. Anh chết, anh vừa nói gì thế? Mau đi đi. Cô là người duy nhất muốn rác rưởi như hẳn. Lâm Giao đừng hối hận. Tôi thật lòng yêu cô, Lâm Giao. Cô buộc tôi phải làm điều đó. Này, cô Lâm, có chuyện gì sao? Được rồi, tôi sẽ tìm nó sau. Là sao thư ký Trần đột nhiên rời đi? Có phải vì lời nói của cô trước mặt anh Giang không? Cô nghĩ nhiều quá. Tôi nghĩ cô không thể chịu được việc cô ấy quan tâm anh Giang. Đừng lo lắng, anh Giang rất đẹp trai, nhưng tôi không thích anh ấy. Trần Hiên Nghị thích Giang Vũ Hoành sao? Cô không biết sao, cô ấy đã ở bên anh Giang thay mặt chị gái mình trong nhiều năm. Nhưng tôi nghe thấy chị gái cô ấy đã tỉnh dậy. Tôi đoán là cô ấy không có cơ hội nhỉ? Giang Vũ Hoành không biết chuyện này sao? Nếu anh ấy biết mà vẫn giữ Trần Hiên Nghị ở bên cạnh, chẳng lẽ muốn tìm người thay thế? Dù sao thì tôi vẫn có ý định ly hôn với anh ấy. Anh Vũ Hoành, tôi dự định sẽ chăm sóc chị gái trong thời gian này. Khi chị ấy bình phục, tôi sẽ ra nước ngoài học thêm. Còn chị gái cô thì sao? Chị ấy vẫn quen sống ở Trung Quốc. Và chị ấy có một người không thể buông bỏ. Cô có thể rời đi sau khi hoàn thành chuyển giao. Còn gì khác sao? Giờ chị tôi đã tỉnh rồi. Vậy thì anh và cô Lâm, chuyện này liên quan gì đến cô Lâm và tôi? Anh biết chị ấy thích anh. Tôi chăm sóc cô, cho cô làm việc ở đây. Bởi vì cô là người thân duy nhất còn lại của Hiên Di. Chỉ vậy thôi. Đừng nói những điều như thế nữa. Vợ tôi sẽ hiểu lầm. Ồ, tôi hiểu rồi. Sao hôm qua cô không đến viện? Không ai trả lời điện thoại. Tôi ngủ quên. Quên sạc điện thoại. Xin chào. Em có thời gian không? Anh có một ít bằng chứng về hành vi chiếm đoạt tài sản công ty. Cô ơi, cô muốn uống gì? Ồ, không cần. Cảm ơn cô cho cô ấy một ly sữa nóng, thơm ngon không được. Nhìn này, ghi chi tiết số tiền công quỹ đã biển thủ, cũng có chữ ký của đối tác. Ai đã gửi cái này vậy? Thực sự thật quá. Em gái của em Bạch Tâm Nhi. Chắc chắn rồi, may thay, bây giờ anh là cổ đông lớn. Tài liệu này, anh đã dừng lại. Lần này kể từ khi cô ấy mua một số đối tác,
em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Ông Lương này hình như là người tình của Bạch Vi, anh đã nhờ người đó kiểm tra, cảm ơn tiền bối, không cần khách sáo với anh. À, xin lỗi. Vâng, được rồi, tôi có một bộ dự phòng cho cô, nếu cô không phiền thì tôi sẽ đền bù. Được rồi, tiền bối, hãy để em đi. Ai ở đó thế? Xin lỗi tiền bối, em có việc phải đi, em sẽ đãi anh bữa tối sau. Nhân tiện, anh chuyển nó cho Giang tiền bối. Đây là gì? Anh thấy anh ấy tìm chuyên gia phục hồi chức năng. Bác sĩ đã gửi nó. Được rồi, em sẽ chuyển nó cho anh ấy. Thỏa thuận ly hôn đã bị hủy bỏ, chẳng ích gì khi đến công ty. Quay lại tìm Xuân Xuân đã. Ủa sao cậu không đến công ty? Cậu đến vừa kịp lúc. Tôi sẽ đi cùng anh rể đến đây. Ai gây rối với cậu? Nhìn đi, con nhỏ này có cái miệng còn hôi hơn cả nhà vệ sinh. Mọi người xem nhé, bạn cùng lớp tôi đón ông chú giàu có. Cô ấy không đủ tốt trên giường. Chuyện là thế đó, nghe nói cô ấy rất cởi mở ở nước ngoài. Những người này đã bắt nạt bạn khi tớ ra nước ngoài. Tớ muốn đánh từ lâu rồi. Ngày mai họ có họp lớp ở kỹ thuật viên không? Chúng ta đi. Cùng giải quyết mối hận thù. Đến sớm một bước, mình im lặng họ trèo lên đầu. Hư đám cận bá, họ đông lắm, cậu không được bị thương. Yên tâm, tớ lao vào giật tóc chúng nó luôn. Bắt chúng mất cảnh giác. Xuân Xuân đây ư? Lục Phong đã từ chối hẹn hò với cậu vì cô ta có mắt như mù. Hừ, Giang Vũ Hoành không phải càng ngày càng mù sao? Cưới Lâm Giao. Nói về Giang Vũ Hoành, nếu không có anh ấy. Á? Mẹ kiếp, rửa cái miệng bẩn thỉu của cô đi. Thôi đi, cô điên rồi, tất cả các cô điên rồi, hãy đến và giúp tôi với. Bốn người không liên quan, đừng can thiệp, hãy ngồi yên đó. Á? Ôi ai vậy? Sao lại cãi nhau với người khác? Không có tiền đồ. Này, được rồi, bình tĩnh nào. Chồng ơi, họ làm phiền em. Của hai người. Giống như cậu, chúng giải độc đắc. Không để họ ở lại Nam Thành nữa. Châu Vũ Gia và Lê Gia phá sản. Rõ ràng là hai người họ đánh trước. Anh Giang, chúng tôi đã không gây sự với cô ấy. Tôi thề. Chúng tôi chỉ nói vài lời, các người nói xấu chúng tôi. Đó không là áp bức sao? Điều gì xảy ra ở trường? Cô không biết sao, hồi đó, chúng tôi chặn cô, Giang tiền bối đã cứu cô. Tiền bối Giang ư không phải Giang chết sao? Sao có thể chứ, là Giang Vũ Hoành, Giang tiền bối. Hôm đó anh ấy đến trường để phát biểu, anh ấy cũng cảnh báo đừng làm phiền cô, nếu không sẽ bị đuổi học. Thực sự là anh sao? Đúng, khi em bắt đầu năm cuối trung học. À chết đó là cậu phải không? Đừng sợ, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Lúc đó bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi không hề chú ý đến bảng thông báo của trường. Tôi không biết Giang Vũ Hoành đã đi học. Vậy là bao năm qua tôi đã nhận nhầm người rồi sao? Chúng ta hãy về nhà đi. Chiếc túi em thích đã về. Chắc họ đang đùa thôi. Bố tôi bị bắt vì tham nhũng. Đồng phục là dự định sẽ ký tên và gửi đến trường làm kỷ niệm. Xin lỗi anh, em tưởng đó là của Giang Chiết. Em đã lấy nó và hỏi anh ấy đã thừa nhận, vì thế chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu. May thay, cuối cùng anh đã cưới được em. Dù đã kết hôn, thật đáng tiếc khi anh có người mình thích. Giang Vũ Hoành, em không thể chịu đựng được việc làm người thứ ba. Tam thiếu gia, lão gia tâm tình không khỏe, cậu hãy về nhà xem sao. Ừ. Nếu em không muốn vào thì cứ đợi anh ở ngoài. Đây không phải ao rồng hay hang cọp. Không sao đâu, em quên mất.
Tiền bối Trần nhờ em truyền đạt điều này cho anh. Cái gì? Là chuyên gia phục hồi chức năng. Em nghĩ anh sẽ cần nó. Đi thôi. Vâng. Bố ơi, bố bị sao thế? Bố không nói thế, con sẽ quay về chứ. Hôm nay có khách quý tới nhà. Tôi yêu cầu cậu quay về. Hiên Di đã đến giờ ăn tối rồi, đưa cô ấy ra ngoài mau. Vì sao cô ấy lại ở đây? Điều đó nghĩa là sao? Tại sao lại ở bệnh viện? Vũ Hoành, em sẽ lại làm phiền anh rồi. Đây có phải là quản gia mới không? Chị Hiên Di, chị thật dễ thương. Cô có thể suy nghĩ sau. Bác sĩ nói chị Hiên Di không nên bị kích thích. Đây là vợ tôi. Xin lỗi anh, em không biết. Anh ấy không trách chị đâu vì cô ấy ăn mặc như hầu gái. Này, có vài người. Sau khi lấy đi nhiều tiền của Giang gia, cố tình giả vờ nghèo khó. Tôi thực sự không tin nổi. Mọi thứ lấy ban đầu đều do tôi đưa. Không liên quan tới Giang gia, đúng. Chị dâu ghen thì để anh trai chăm chỉ làm việc. Bớt nói vài lời đi. Xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu. Chú và cô, đừng giận cháu. Cô Trần lại nói nhảm nữa rồi, cô không làm gì sai cả. Tại sao họ lại giận cô? Em dạy lại vợ em đi. Bắt nạt người bệnh, vợ tôi đang mang thai, nóng nảy một chút, mọi người thông cảm. Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi rời đi trước, trời tối và mưa rất to. Bây giờ quay về không an toàn, ở lại đây hôm nay đi. Muộn rồi, con sẽ đưa cô ấy đi nghỉ. Được thôi. Tiểu thuyết cũng có thật. Có mới nơi cũ. Bị mù rồi, một cô gái ngây thơ thuần khiết thì không chọn một bông hoa dại. Tôi đã không nói với cô. Á? Âm thanh gì vậy? Anh sẽ đi xem. Ừm. Vũ Hoành, em không thể đứng dậy được. Anh có thể giúp em được không? Ồ, cú ngã của người phụ nữ này khá chính xác. Tôi chỉ nhờ Vũ Hoành giúp đỡ thôi. Đừng hiểu lầm. Cô không muốn tôi hiểu lầm, điều đó tốt. Anh vào trước. Có ai không? Cô định làm gì? Cô Trần ngã xuống rồi. Có ai có thể giúp cô ấy không? Sao vậy? Kêu gào ầm ĩ, không để ai ngủ, cô Trần bị ngã trước cửa phòng con. Thật khó chịu với một người mang thai. Chị dâu ơi, hãy đến giúp tôi. Cô nhờ Vũ Hoành giúp được không? Ôi, đêm nay vắng vẻ quá. Cô Trần sợ tôi hiểu lầm nên gọi Giang Vũ Hoành tránh bị nghi ngờ. Tại sao cô lại ngã thế này? Có gì xảy ra sao? Tôi không cố ý làm điều đó. Tôi chắc chắn không có ý đó với cô Trần. Nếu cô Trần cố ý làm vậy, chắc đã ngã vào phòng chúng tôi. Bảo mẫu đưa cô Trần về phòng. Ha ha ha, anh cười gì vậy? Bà Giang hay quá. Đặc biệt, cô ấy khiêu khích em trước. Em mệt mỏi lắm. Đừng đổ lỗi cho em. Tại sao anh phải đổ lỗi cho em? Anh à, em xin lỗi. Anh đang bực với em à? Em không có ý gì cả. Tại sao cô ấy lại nghĩ em cố tình ngã? Anh thậm chí không biết em đau như thế nào khi ngã. Tại sao anh không thể đến gặp em? Em hơi sợ ở một mình. Muốn đi thì đi thôi. Tìm một người bảo mẫu đi cùng cô đi. Nhưng em cũng không biết họ. Hừm. Đừng nhìn anh như thế. Em đã bảo không mà. Các bạn vào ngay kênh Lubu FF để xem phim trọn bộ nhé. Vũ Hoành có ở đây không? Tam thiếu gia đã ngủ rồi. Anh ấy còn nói gì nữa?
đừng làm phiền vợ anh ấy nghỉ ngơi. Được rồi, dì ra ngoài. Trần gia, không phải anh đã lén chụp ảnh cô Lâm sao? Gửi cho tôi một số ảnh với, cô định làm gì? Đừng lo, hãy gửi nó cho tôi, cô nghĩ nhiều quá. Chỉ có tôi mới trân trọng điều đó. Đó là tình yêu giữa tôi và cô ấy. Đừng có mơ. Lâm Dao đã mang thai con của Vũ Hoành. Nếu anh không giúp tôi, sẽ không có cơ hội có được cô ấy. Cô không được phép động vào cô ấy. Tôi sẽ tự tay giết chết đứa con của Lâm Dao. Có vẻ như tôi chỉ có thể tự mình làm thôi. Tâm Nhi, chị gái, tỉnh dậy đi. Rất tiếc, tôi nghe nói rằng chú thậm chí còn không muốn giúp chị đêm qua. Thật quá tàn nhẫn. Anh ấy sợ Lâm Dao hiểu lầm. Đây là tiêu chuẩn kép đối với chị tôi. Chị ấy rất kín đáo, không biết đã phản bội bao nhiêu lần. Trần gia của gia đình Trần cô có biết không? Cũng có quan hệ tình cảm với chị ấy. Tâm Nhi, cô bị đánh chưa đủ sao? Bạch Tâm Nhi, cô bị đánh chưa đủ sao? Cô đang làm gì vậy? Tôi trò chuyện với chị Hiên Di. Làm phiền chị sao? Từ lâu tôi đã nghe nói rằng cô mắng mỏ Tâm Nhi. Một chút quá độc đoán. Chỉ là cô ấy không đánh răng buổi sáng thôi. Miệng hôi quá. Lâm Dao, đây là họ Giang, đừng quá kiêu ngạo. Chết, Lâm Dao chẳng có chuyện gì cả. Không, tôi phải gỡ bỏ cỗ máy thần tiên. Lâm Dao, tại sao cô lại làm vậy? Khi nào tôi để cô ấy chứ? Cháu nội của tôi, A Chiết, hãy đưa Tâm Nhi đến bệnh viện. Ôi Lâm Dao, cô là một kẻ giết người, ối. Cháu nói cháu vừa nhìn thấy. Lâm Dao đẩy Bạch Tâm Nhi xuống sao? Đúng hả? Hừ. Nếu tôi không ngăn cản cô sớm hơn thì cô ấy cũng ngã. Cô có chắc chắn cô ấy là người đã dậy không? Tâm Nhi và Dao Dao vừa cãi nhau. Tức giận ngay từ đầu, cô ấy đã đẩy Tâm Nhi. Vũ Hoành đã đỡ được cô ấy trước khi cô ấy ngã. Lúc nãy chỉ có hai người họ ở cầu thang mà thôi. Còn ai nữa nếu không phải cô ta? Cô Trần, không phải cô vừa tới đây sao? Tôi chỉ là một người khuyết tê à? Làm sao có thể đẩy chứ? Có đúng không Lâm Dao? Tốt nhất là cô nên tự thú. Dù không có sự giám sát, nhưng Giang gia sẽ không tha cho kẻ sát nhân, bởi vì họ đều gọi tôi là kẻ giết người. Vậy thì sẽ không công bằng nếu tôi không làm gì đó, đúng không? Cô sẽ làm gì? Ha ha ha. Tên trộm hét lên, bắt kẻ. Cô Trần, tôi đã thấy thủ thuật này từ khi còn nhỏ, nhưng tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Hóa ra suốt thời gian qua cô chỉ giả vờ. Cháu không nói dối. Đồ khốn nạn. Vì sao lại là Trần Hiên Nghị? Mục đích của việc cố tình tiếp cận chúng tôi là gì? Cháu không nói dối. Cháu không nói dối. Thư ký Trần, cô không ra nước ngoài học sao? Không, em không phải Trần Hiên. Cô nói không. Vậy gọi cho Trần Hiên Nghị đi. Em ấy ở nước ngoài. Cuộc gọi video. Ở đó trời đã tối, em ấy ngủ rồi. Ngừng nói đi. Trần Hiên Di thật sự ở đâu? Cô ấy dựa vào mọi thứ để sống. Cô đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện, liệu có thể sống không? Em là Trần Hiên Di mà. Người đâu mang cho tôi một chiếc camera giám sát? Có giám sát. Thưa thiếu gia, video giám sát đây. Ôi mẹ, phiền phức quá. Chúng ta đã dụ con sói vào nhà. Mẹ đã làm con đau khổ trong một thời gian dài. Trần Hiên Nghị, một hòn đá giết hai con chim. Cô phải trả giá. Cô vẫn không nhận sao? Anh Vũ Hoành, xin đừng mà. Gia đình Giang sẽ không tha thứ. Nếu tôi bị bắt, anh không bao giờ biết chị tôi ở đâu. Tiếp tục đi. Tôi nghĩ rằng cô đã sai. Tôi chưa từng thích cô, cũng không thích chị gái cô. Tôi không thể tin rằng anh không thích chúng tôi. Sao lại chăm sóc chị gái tôi? Sao lại cho tôi một công việc? Là vì yêu cầu cuối cùng của Hiên. Vậy thôi, cảnh sát sẽ kiểm tra nơi ở của cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô vào tù. Đừng để cô ta trốn thoát. Thật không may, đứa bé đã không được cứu. Làm thế nào đây? Tại sao cháu tôi lại ra đi? Này, người đàn bà độc ác kia. Tôi phải để cô bị kết án tử hình. Kéo cô ta xuống cho tôi. Đây là lỗi của cô ta. Hừ. Tại sao chuyện đó xảy ra với cháu trai con chứ? Con đến bệnh viện với mẹ. Hãy chăm sóc tốt bản thân nhé. Tôi sẽ xử lý nhà họ Lâm. Gia đình cô chờ phá sản đi. Em thấy khó chịu ở đâu không? Đến bệnh viện khám nhé. Không sao đâu, chúng ta quay lại thôi. Đừng nghĩ nhiều về Bạch Tâm Nhi. Ừm. Chào anh Giang, vừa tin nhắn, Trần Hiên Nghị đã chết, việc xảy ra khi nào?
Được rồi, tôi hiểu rồi. Kẻ giết người đã phải trả giá. Trần Hiên Nghị có thể bị tấn công. Cùng ngày hôm đó cô ta đã giết một người đàn ông, lại chết bất ngờ. Điều này rất bất ngờ. Đó là lỗi của cô ta. Không đáng bận tâm em à. Giang Vũ Hoành, anh không thích chị cô ấy sao? Anh đã từng yêu cô ấy chưa? Ai nói với em là anh yêu cô ấy? Nhưng mật khẩu của anh là ngày sinh nhật cô ấy. Xin lỗi, không cố ý thấy điều đó. Gì chứ, hãy để anh chỉ cho em một số thứ. Đây là Hiên Di. Nếu không có vụ tai nạn ô tô đó, họ đã kết hôn. Bức ảnh này đã bị xé một cách ác ý. Sao thế? Anh có còn nhớ lần anh cùng em đi khám thai không? Nhận được ảnh một em bé đã chết. Thực ra trước đó, em nhận được bức ảnh của anh và Trần Hiên Di. Cô ấy gọi em là tình nhân. Vậy tại sao em không nói với anh trước? Em nghĩ Trần Hiên Di và anh thực sự ngoại tình sao? Vâng, anh thấy đấy, họ chỉ gửi phần này thôi. Đừng trách em hiểu lầm, được không? Vậy còn mật khẩu bật nguồn của anh thì sao? Em thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ừm. Bây giờ em có nhớ nó không? Em đã đánh rơi cái này. Ừm. Thì em đã mất hôm đó, anh muốn trả lại cho em. Nhưng khi anh đi tìm em, tình cờ thấy em tỏ tình với Giang Chiết, em là người sai. Hãy suy nghĩ lại, anh đã cứu em vào ngày nào? Lúc đó trường mới thành lập, em nghĩ là ngày 12 tháng 2. Vậy là mật khẩu của anh là ngày anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao thì nó đây. Đây là gì? Bức thư tình. Ô, cái này. Anh Giang si tình vậy sao? Lâm Giao. Chào Lâm Giao. Ha ha ha, ừm. Lâm Giao, khi nào cậu và chú Giang sẽ ly hôn? Lâm Giao, khi nào cậu và chú Giang sẽ ly hôn? Muốn ly hôn với anh sao? Không có. Làm thế nào để giải thích điều này hả? Em đã nghĩ đến việc ly hôn với anh. Nhưng tôi đang tìm một căn nhà cho mẹ em. Người dọa em ly hôn với anh. Anh ta không chỉ gửi tin nhắn đe dọa, họ đã chỉnh sửa ảnh của em, treo khắp quán cà phê của mẹ em vẫn sống âm thầm. Em gọi cảnh sát chưa? Đối phương rất cực đoan. Nếu gọi, sẽ làm nổ tung nơi đó, đây là của người đó để lại. Trần Hiên Nghị làm được sao? Em cũng tưởng đó là cô ấy, cô ta có thể có đồng phạm. Mẹ em nói, đã nhìn thấy bóng lưng người đó, anh ấy là một chàng trai gầy. Sao anh lại im lặng? Có thể, ta cần tiếp tục điều tra, người đứng sau cô ta, với ổ USB flash này, chúng ta có thể thấy một số manh mối. Mau mở cửa. Tớ là Lục Phong. Trời ơi Lục Phong, đừng so sánh anh với cậu ấy. Nó đang bị thất tình. Tôi có việc phải làm và không về nhà. Cô ấy sẽ chia tay với tôi. Thật đáng tiếc. Hôm nay là ngày mất của mẹ Xuân Xuân. Em phải đi. Anh đi với em. Không cần. Anh nên ở lại với người xây dựng. Em sợ cô ấy nhìn thấy sẽ càng tức giận. Tên chết tiệt. Tôi bực mình quá. Sao hai người lại thế này? Tôi say rồi. Mau đi. Chết tiệt. Rất biến thái. Có thể là cháu trai của cậu đã làm không? Nó vẫn chưa có khả năng. Có thể gửi đến IP không? Không ổn. ID ảo của người này tên là Tề. Cô Lâm, cho cô ấy đi gặp mẹ nhé. Khiêu khích cô ấy. Cô Lâm quan tâm đến việc này. Cậu nghĩ ai sẽ làm điều đó? Hãy nhớ trông chừng Lâm Giao. Ủa, Xuân Xuân đã đi đâu? Không ai trả lời điện thoại. Alo. Hãy nhớ cẩn thận Trần gia nhé Lâm Giao, anh ta là người đã gửi tin nhắn đe dọa. Xuân Xuân. Vô ích, tôi đã ở lại đây một thời gian, anh thực sự ở đây. Trần gia, anh định làm gì? Lâm Giao, em thật ngu ngốc, em đã mang thai con của người khác, liên quan gì đến anh? Liên quan gì chứ, anh yêu em. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em suốt thời gian qua. Anh quay lén tôi. Không phải là tất cả. Không ngờ điện thoại của Giang Chiết lại bị hack sao? Anh ta chụp rất nhiều ảnh của em. Em gái à, em giống như Giang Chiết. Người như vậy cũng chấp nhận. Tại sao? Anh là người đã gửi tin nhắn đe dọa. Anh giết Trần Hiên Nghị. Anh cũng giết Trần Hiên Nghị. Chết tiệt, cô ta thật vô dụng. Thực sự là anh đã giết sao? Đừng lo,
anh không thể chịu được việc giết em, miễn là em bỏ đứa trẻ đó và ở lại với anh sẽ tha thứ cho em. Uống nó đi, đứa bé này không được tồn tại, anh thật điên rồ, ngoan ngoãn nào, anh hứa nó sẽ không đau. Đi đi, đồ điên, nếu em không uống, anh chỉ có thể sử dụng các phương pháp khác. Mau cút đi. Anh có dám chạm vào tôi không? Tôi chắc chắn sẽ giết anh. Yên tâm, anh sẵn sàng rồi. Giang Vũ Hoành. Đến nhanh đấy, tôi gần như cô ấy. Đưa hắn đến đồn cảnh sát. Anh không sợ tôi quay lén cô ấy sao? Đăng lên mạng, tôi vẫn còn nhiều những bức ảnh này. Khi tôi bị bắt, dữ liệu của tôi ở máy sẽ tự động đăng những bức ảnh này. Anh thích vậy không? Anh thật bẩn thỉu, không thể có được em, tốt nhất là tiêu diệt em. Anh mà gây rối với tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Về những bức ảnh, toàn bộ internet sẽ nhìn thấy. Tôi hận anh, tôi sợ thứ rác rưởi như anh sẽ thoát tội hơn. Tôi có bẩn không? Thứ bẩn thỉu là những kẻ như anh. Em không sợ, còn cô ấy thì sao? Tôi cũng chụp ảnh cô ấy. Anh nói dối, tôi sẽ gửi ảnh trực tiếp cho. Tôi sợ gia đình anh sẽ không để yên, thích thì làm. Dù có chết một mình, tôi cũng sẽ tống anh vào tù. Đừng hối tiếc. Ước mơ sống sót vài năm của anh sẽ không thành hiện thực. Là sao vậy? Dữ liệu của anh đã bị xóa. Đồ ngu, tôi không tin. Nó là tốt nhất trên thế giới. Chút thủ thuật nhỏ của anh, dám múa rìu qua mắt thợ. Đưa hắn đi. Nó làm tớ sợ muốn chết, cậu có đau không? Thật may là không sao, dì bị hắn làm choáng, vẫn trong phòng. Anh sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Không ngờ Trần gia này điên cuồng như vậy. Nhà Trần nhờ cậu mua cổ phiếu sớm, hình như có âm mưu. Đúng vậy. Giang Chiết phải làm sao? Anh ấy thực sự đáng ghét. Không biết hành động của Giang Chiết có thể coi là tội ác không? Đừng lo lắng, Lâm Giao. Ngồi từ 3 năm. Chồng ơi, chồng có mệt không? Em bế giúp anh nhé. Em nói gì vậy? Về nghỉ ngơi đi, có nhiều khói lắm. Đợi một chút. Tôi bế em vào. Đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo.